chắc được 4 ngày. Sao anh chị lại không biết được không? Không toàn đi ăn không trong các cúng gì đâu. Đó là biện hộ đó. Tìm đi chứ chưa dạy thì bằng được bằng sơ vấn nhà sơ vấn có đau mà tính ra có đau. Làm chi cũng khó hơn. Mình yếu à? Mình còn 20 chứ. Ok. Nó không lấy mụn đâu. Lấy cái khác. Nó ngồi thử. Ngầu rứa mới có thế được.
Ồ, hạn tôi 1 giờ. Lại là lý do. Lì. Chị biết cạt rồi. Hàm bữa nay răng rồi em? Gọn hẳn đúng không? Ừ. Tư vấn quá đúng luôn. Linh đẹp hẳn luôn. Nhưng mà người bà còn hơi to. Nè, hay nó nghe chưa? Hay là tôi tìm cái nới chứ không là hắn, cái mặt hắn mọng rồi nữa. Ờ, Covid nhưng mà họ lên ký nhiều ghê vậy. Em ăn như heo à. Này bà Linh là hay còn tim nữa đó, không tim thôi á. Thiệt á. Chị lúc qua chị quay em mà em thấy ghê luôn á. Em nhóm đâu có trai đâu mà cần gì phải ngại em. À không, chị là phóng to lên á. Nha em qua em hình dung cục mụn này ở ngoài với ở trong này. Ngồi xa mà. Em thử em đăng đi. Anh đăng vô nhóm thì được. Ta tìm hình mô gớm gớm nữa ta đăng coi. Xí nữa ta tìm cái hình mà trước ví dụ như chụp làm chi đó kìa. Ví dụ như sửa mũi hay là làm chi đó trước đó. Như chị còn ấy. Thì chị lục lại. Bé lì bé nghe. Bé hình xí nữa bé thích đẹp thì thích xấu bé. Không thì thu hồi đi bé nghe. À, đây là bé thứ 6 rồi. Bé lì. Bé lì đi. Đâu coi cái hình chi bên này. Mà ông ốm là nhờ đứa đó. Rất em, ý sao nên em chụp hình chạy nhiều vô là em ốm. Biết ra không lên. Nín thở. Là em kêu em thở là cũng mập đó. Này nín thở là ốm. Chờ vị xí lên ngay. Dạ. Ý là cái thời gian mà em đi trễ bao nhiêu là em chờ lại bấy nhiêu nữa đó. Chị không nói em cũng biết mà chị. Không, nó là chị đang biện hộ cho. Ý là chị đang biện hộ cho cái công việc của chị đang làm, đang bận. Để cho em khỏi trách chị lại á. Hiểu không? Giang hồ phải rứa. Nó rứa là không nói được cái chi trơn á.